Sân vận động Manahan ở Seoul là nơi diễn ra bảng K của vòng loại giải U23 châu Á 2024. Đây cũng là một trong những sân vận động tốt nhất tại Indonesia hiện tại. Sân bóng với sức chứa 20.000 chỗ này đã được nâng cấp để đáp ứng mọi yêu cầu từ FIFA cho vòng chung kết U17 World Cup 2023 vào cuối năm nay. Có thể nói, U23 Đài Loan, Trung Quốc và Turkmenistan là những đội bóng đã được trải nghiệm sớm chất lượng của một sân vận động cấp độ World Cup. Sân vận động Manahan có khán đài được bao phủ bởi mái che, dàn đèn lên tới 2.400 lux, cùng mặt cỏ lai theo đúng tiêu chuẩn của FIFA. Tại World Cup U17 sắp tới, sân vận động này chính là nơi diễn ra trận chung kết U17 World Cup 2023. Ngày hôm qua, trong trận ra quân của đội chủ nhà, các cổ động viên của U23 Indonesia đã tạo nên một không khí vô cùng sôi động. Toàn bộ 20.000 chỗ ngồi trên sân vận động Manahan đã được lấp đầy. Người hâm mộ Indonesia đã tạo nên những vũ đạo cổ vũ cuồng nhiệt và thú vị. Đáp lại sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, U23 Indonesia đã vùi dập Đài Loan, Trung Quốc tới 9 bàn không gỡ, qua đó mở toang cánh cửa đến với vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 4 năm sau tại Qatar. Go, go, go.